Nó con ong này nó cứ bu quanh người mình. Nó con ong. Thế hôm nay kia đi mua đào quất gì à? Hay để 30. Lấy được cái đá. Thế này không đi lấy gì à? Này không đi lấy à? Muốn luộc cho nó lũn thì mà ăn được hết rồi. Để nhà cái gì? Đây có cho nào bay đâu mà. Thỏi ra tiền khác. Giờ bao nhiêu, một mỗi bao nhiêu? Rau. Không hai nó già hết à? Nó già lắm nháy rồi. Không. Bà hái hết cái vạt này chắc là đầy rồi. Đầy rồi, dố à? Nào ở nhà 10.000 năm cây xuống chợ. Chán. Ông bà cái này hôm nay bông cỏ hả? Hả? Ông bà cái máy bông cỏ cái quán thì mua đó mua chưa mà qua năm
À, đang tính vay tiền đánh cua. Ô, cái máy nó mua bao tiền? Cái mặt gì phai đó. Thì đó. Hòa lấy tay vô. Tắt máy. Hòa thay. Đó đi không có chỗ nữa đâu. Sai thật đấy chứ. Đây nó không có chỗ nữa đâu. Nó còn gì. Mười hai có ít mà đầy ạ. Mười hai có ít mà đầy rồi. À, cũng có lấy máu chứ. À tầm tơi á. Tầm tơi lên nhà chú Hồng ạ. Đứa này người hay đó. Đấy. Đây là chú Hồng ạ. Cũng với chú Hồng nhiều lắm. Có lên hoa nó không? Không có chỗ leo. Ăn ngon lắm. À, cái bùi đó.